hoạch từ cách đây hơn 4 năm. Đấy, ban đầu là nhân cái dịp Trung Thu, mình đổ cái bánh thạch Trung Thu cho con trai mình ăn để được khác gạo hơn, để thay đổi cái khẩu vị. Và đồng thời mình cũng đi sâu vào phát triển về cái thạch 3D nhiều. Thì mình có xem những cái clip nước ngoài người ta làm gelatin, nhưng mà tức là mình chỉ xem mình để mình biết được các cái bước trình tự, các bước người ta và làm thôi, còn công thức và cái cách thức làm như thế nào thì mình không học được. Đấy, nên là mình sẽ phải tự xây dựng từ đầu. Đa số là người ta dùng những cái màu thực phẩm, nhưng mình thì không thích cái màu đấy, nên mình tìm theo cái hướng là sử dụng tất cả những cái màu tự nhiên, rau củ quả, hoa lá mà có xung quanh, để mỗi một người làm trợ trong đại hình đều có thể làm được. Nó cũng tương tự như những cái sản phẩm Trung Thu truyền thống, tức là chúng ta có thể đóng hộp và đem biếu tặng, rất là cũng là rất là sang trọng và lãng mạn. Trung Thu là Tết đoàn viên và sum họp của gia đình, và Trung Thu cũng là Tết của trẻ con nữa, mà trẻ con thì cũng rất là thích ăn thạch. Bây giờ những cái loại bánh mà nhiều đường đấy như là các bé cũng không thích ăn, nhưng mà riêng thạch thì bao giờ cũng hết. Mà khi mà trong mỗi gia đình mà các bà mẹ có thể tự tay chuẩn bị được cho cái mâm cỗ thì rất là có ý nghĩa, và các con ấy thường là rất là thích khi mà cái món bánh của mẹ làm.